anh có cập nhật gì về vaccine tả châu Phi hay không Vậy thì bây giờ nhân tiện cái câu chuyện liên quan đến uh, câu hỏi của anh này nhá thì tôi sẽ tả tôi sẽ nói thêm cho các bạn về cái dịch tả châu Phi nhá dịch tả châu Phi để chúng ta nắm được kiến thức hơn này rồi ok à, thì đầu tiên ấy khi mà nhắc đến vaccine nhắc đến vaccine AFS được chưa nhắc đến vaccine AFS có một cái livestream vào đấy tôi đã nhắc với anh em rồi khi chúng ta nói về vaccine ấy nhá khi chúng ta nói về vaccine này khi chúng ta nói về vaccine thì nó có hai cái tiêu chí cực kỳ quan trọng thứ nhất là tính hiệu lực được không? thứ nhất là tính hiệu lực thứ hai là tính an toàn vậy thì hiện tại bây giờ với cái tính hiệu lực của vaccine dịch tả heo châu phi này Dịch tả heo châu phi thì hiệu lực của nó chỉ đạt yêu cầu khi mà vật nuôi sạch bệnh hiệu lực của nó nha số 1 này các bạn chú ý số 1 của cái vaccine dịch tả châu phi hiện tại bây giờ ở Việt Nam chúng ta là có ba công ty đang đang tạo ra vaccine dịch tả châu Phi bao gồm có công ty Laveco, này, công ty Avac và công ty Davaco. Ông ba công ty này đang tạo ra được vaccine vaccine dịch tả châu Phi. Tuy nhiên các bạn nhớ cho tôi là vaccine nó phải có tính hiệu lực và an toàn. Vậy thì theo những cái kiểm nghiệm thực tế ở lâm sàng thì tính hiệu lực tính hiệu lực của vaccine AFS nhé AFS chỉ có hiệu quả khi vật nuôi vật nuôi nhá khi vật nuôi không bị bệnh lền không bị bệnh lý lền có nghĩa là các bạn chỉ tiêm cho heo khỏe mạnh thôi thì nó mới có tác dụng còn nếu mà các bạn tiêm cho vật nuôi đang bị các bệnh lền như là tay xanh hoặc là sơ cô nhá thì đúng là thảm họa của nhân gian lợn gà chết như ngả lạ Giờ đây anh em để ý đừng có ao à uống quá bây giờ nếu anh em muốn lấy cái vaccine dịch tả châu vi để thử nghiệm cũng được nhưng anh em chỉ là chuột bạch thôi ok nhá đấy kệ anh em thôi tôi đây tôi nói trên khía cạnh khoa học chứ tôi không nói đùa được vậy thì cái hiệu lực của vaccine IMS chỉ có tác dụng khi vật nuôi không bị bệnh lý nền có nghĩa rằng không bị bệnh lý nền và đã tiêm đầy đủ các vaccine khác nhé đã tiêm đầy đủ đầy đủ vaccine khác thì nó mới có hiệu quả rồi cái thứ hai liên quan đến tính an toàn của vaccine này liên quan đến tính an toàn của vaccine Vậy thì do cái tính an toàn của vaccine này Nên là các ông đừng bao giờ mong Thời gian gần nhất có vaccine cho heo nái nhá Đừng mong Đừng mong Có vaccine AFS cho heo nái được dạ, Tại vì cái tính an toàn của nó rất là quan trọng Nếu mà các bạn tiêm cho heo nái Tiêm cho heo nái nhá Tiêm cho heo nái có thể nó gây nên hiện tượng sổ thai nó bình thường Tại vì cái tính an toàn của vaccine dịch tả châu phi chưa được một cái nghiên cứu công trình nghiên cứu nào chứng nhận rằng có thể an toàn cho heo nái nó giống hệt như ngày xưa ấy, cái lúc mà tôi lúc mà tôi sử dụng cái vaccine tay xanh ấy à, lúc mà vaccine Boringer in the hem của đức mang về bên việt nam ấy dùng cho dùng trên con nợ này thì lúc đó chúng tôi tiêm xong nợ đã xảy thai hàng loạt luôn và lúc đó chúng tôi không biết được rằng là bây giờ cần làm sao phải tiêm được à, vaccine à, tay xanh lúc đó và nếu mà các bạn à, muốn chờ đợi ấy, thì sau một thời gian nữa tôi sẽ nghiên cứu ra cái giải pháp như thế nào để sau này có thể tiêm được vaccine dịch tả châu phi cho heo nái nhé không những phạm xuân trịnh mà có rất là nhiều người à, nhưng mà tôi chỉ đánh giá một cái ấy, nó quan trọng nhất ấy, là ở trong nâm sàng nhé ở trong nâm sàng này trong nâm sàng và trải nghiệm nhé trong nâm sàng và trải nghiệm thôi chứ còn lại ở trong phòng thí nghiệm nó không giải quyết được vấn đề gì cả đúng không vậy thì sau này chính chúng tôi sẽ là những người mà đưa vaccine dịch tả lợn châu Phi vào tiêm cho heo nái và chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp để quét sạch mầm bệnh ở trên heo nái làm cho cái heo nái nó ổn định sức khỏe nó thật tốt sau đó thì chúng tôi sẽ mang cái vaccine dịch tả châu Phi và chúng tôi sẽ thử nghiệm xem là tính hiệu quả của nó như thế nào còn hiện tại thời gian gần gần nhất nha thời gian tới thời gian tới tốt hơn hết là thời gian tới tốt hơn hết là các bạn không nên thử nghiệm nha không nên thử nghiệm lung tung cái vaccine khi mà chưa có những cái kiểm chứng cụ thể về việc là làm thế nào để chúng ta có thể bảo hộ được uh, vật nuôi, bảo hộ được bệnh dịch tả châu phi. Tuy nhiên ấy, nếu mà các bạn uh, vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng dịch tả châu phi nhé, các bạn vẫn chưa này, vẫn chưa sẵn sàng nhá sẵn sàng để sử dụng châu phi. Vậy thì chúng ta cứ vẫn chăn nuôi bằng biện pháp gọi là an toàn sinh học, an toàn sinh học. Thì trong cái an toàn sinh học này nó có hai cái, số một ý, người ta gọi là vệ sinh vệ sinh nhiều gặp, chăm sóc đấy yếu tố thứ nhất là vệ sinh chăm sóc yếu tố thứ hai ở đây ấy, là chúng ta sử dụng uh, uh, vua sát trùng nhá chúng ta sử dụng vua sát trùng chúng ta sử dụng vua sát trùng vậy thì tại sao tôi lại khuyến cáo anh em là vệ sinh chăm sóc thì anh em tự phải làm rồi còn lại tại sao tôi khuyến cáo anh em sử dụng vua sát trùng tại vì như thế này vua sát trùng hiện tại bây giờ nhá là sản phẩm duy nhất trên thị trường được cấp phép của bên trung tâm chuẩn đoán thú y trung ương vua sát trùng nha là sản phẩm độc nhất vô nhị nha được cấp phép bởi trung tâm chuẩn đoán thú y trung ương chứng nhận rằng nó có tác dụng tiêu diệt và vô hoạt dịch tả châu phi đây các bạn có thể xem cái đây các bạn có thể xem cái thông tin này đúng không ạ cái thông tin này nó nói rằng là đấy các bạn có thể xem này dung dịch nano bạc nha nano bạc khi sử dụng ở nồng độ 5 ppm này có khả năng có tác dụng vô hoạt dịch tả heo châu phi đúng không ạ đây các bạn nhìn ạ đây là của bên anh Ngô Hân Bắc ở quyền trung tâm chuẩn đoán thú y trung ương này trung tâm chuẩn đoán y trung ương cấp phép nên là sau này các bạn muốn sử dụng thuốc để chúng ta kiểm soát dịch tả châu phi thì hiện tại bây giờ nó chỉ có vua sát trùng thôi nó chỉ có vua sát trùng thì mới kiểm soát được dịch tả châu phi vậy thì vua sát trùng là cái nào nhá vua sát trùng là cái nào các bạn vệ sinh chăm sóc là đương nhiên rồi còn lại bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng cái sản phẩm vua sát trùng nhá để chúng ta kiểm soát được dịch tả châu phi này. OK đây, thì vua sát trùng chính là cái sản phẩm này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình của Xuân Trịnh đúng không? Đây là vua sát trùng. Thì cái vua sát trùng này ấy, nó thành phần chính của nó ấy, là nano bạc tinh khiết này, nano bạc tinh khiết đó. Nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để cho ăn, cho ăn cho uống được, phun thức ăn, nước uống là không chết đâu nha. Rồi, cái thứ hai ấy, cái vua sát trùng này nó có tác dụng là diệt này. Nó có tác dụng diệt là 260 loại virus nha. 260 loại virus, 650 loại vi khuẩn nha, vi khuẩn này, và lấm mốc. Đấy, 650 loại vi khuẩn và lấm mốc. Nên là nó cực kỳ an toàn, cực kỳ an toàn cho người và động vật nha. Đấy, người và động vật cực kỳ an toàn.